Right, uh, tôi vừa trình bày anh chị cái uh, giới thiệu về các học phần anh chị. Uh, thì uh, chúng ta sẽ nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ uh, đi qua cái phần đầu tiên, ạ. Có cái học phần. Thì uh, trước khi đi vào cái nội dung chính thì chúng tôi muốn là uh, cho anh chị cái kiến uh, giới thiệu anh chị cái nhìn tổng quan về cái uh, cái vấn đề phát triển dụng di động ha. Uh, cái 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 ngữ cảnh ta trong cái vấn đề là trong cái chủ đề là phát triển dụng di động này. Thì đầu tiên thì nói về cái hệ thống hệ điều hành di động à, thì hiện nay sau nhiều cái à, cạnh tranh của các cái công ty của các cái hệ thống nền tảng di động thì hiện giờ còn có hai cái nền tảng chính di động chính đó là cái android và ios này. Thì trên hình đến chị thấy là cái thể hiện cái thị phần. À, thị phần thị phần worldwide tức là trên toàn quốc trên trên toàn trong tổng cầu. Đấy. À, thì tôi thấy là cái rồi thì nó chiếm cái đại trà. này rồi iOS thì nó chiếm cũng có thị phần đáng kể. Và ở Việt Nam à, thì chúng ta cũng sẽ thấy là có cái sơ đồ cũng tương tự vậy. À, Việt Nam sơ đồ thì nó cũng không khác biệt mấy so với cái toàn cầu. À, tức là Android cũng là phổ biến và iPhone à, iOS thì cũng chiếm thị phần cũng có cơ đáng kể rồi thì một số cái nước khác thì có thể nó ngược lại rồi, ví dụ Nhật Bản thì Ios nó sẽ thị phần nó sẽ cao hơn à, tùy tùy nước các bạn ôi vậy thì có hai cái cái nền tảng chính để đây cái Android á thường nó chiếm cái tỷ lệ nó chiếm tỷ lệ nhiều nó đại trà à, tuy nhiên thì đối với cái tiền mà nó đối với nhà, nhà lập trình viên á cái doanh thu của iOS nó sẽ thường nó sẽ nhiều hơn á sẽ cao hơn à, iOS sẽ cao hơn Android thì nó sẽ gọi là nó phổ biến hơn à, nó, nó 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 sẽ nó là đi đến nhiều cái cái cái, cái thị phần đó, nó 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 rộng hơn nhưng mà cái cái, cái tiền này nọ À, nó mang lại doanh thu nó mang lại thường nó ít hơn cái quá ớt đối với cái phát triển ứng dụng di động thì quý vậy có hai nền tảng này nó cũng hơi khó người ta đúng không ạ à, nền tảng đó với nhà phát triển á thì nó sẽ có hai có hai nó hai nền tảng nó khác biệt nhau à, thì như vậy thì chúng ta phát triển ứng dụng di động thì phát triển cho nền tảng nào Đấy. À, cho nền tảng nào như vậy phải có cái sự lựa chọn không ạ sự lựa chọn bây giờ có hai cái như vậy chọn cái nào à. À, hay là chọn cả hai đúng không ạ chọn hai thì đối với phát triển ứng dụng di động á nó sẽ có hai cái hướng á hướng chúng ta có thể là phát triển cái ứng dụng gọi là ứng dụng gốc hay là cái ứng dụng nguyên bản hay là gọi ứng dụng official chính thức hoàn toàn đấy à, chính thức của một cái nền tảng di động và cho dù, dù anh chị chọn Android hay iOS thì nó sẽ có cái 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 nền tảng official của nó Đấy. được được hỗ trợ cách chính thức bởi cái cái công ty sao à, những cái nền tảng di động đó ví dụ như của iOS thì của Apple nó hỗ trợ rồi của Android thì nó có của Google nó hỗ trợ thì chọn cái nào đi tới thì cũng sẽ có cái SDK chính thức đó Đấy. À, thì cái này nó sẽ cho chúng ta uh, cái lợi điểm của nó đó, đó, cái lợi điểm của cái việc cái xây dựng dụng lấy tiêu này á, gọi là dụng lấy tiêu, dụng gốc, đó là nó được hỗ trợ cả chính thức các bạn, cái cây nó là được recommend bởi cái như nhà phát triển hệ hệ luật. Tuy nhiên á thì vì chúng ta có hai cây thống cho đó thì nếu anh chị mà muốn 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 gọi là cấu hết cái hai thị phần này á, thì anh chị phải viết hai lần á, chúng ta phải viết cái dụng hai lần tại vì cái hai cái nền tảng này nó khác nhau cái ngôn ngữ lập trình này nó cũng sẽ khác nhau để, do đó mà để mà có thể cấu về được toàn bộ cái thị phần di động á theo hướng này á thì chúng ta phải viết hai lần à, hai cái nền tảng có hai nền tảng khác nhau cái nó các bạn anh chị không có tái sử dụng được code này đó đâu đâu à, đấy mà cái dùng gốc đó, hai cái này nó không có nó độc lập nhau do đó thì để hỗ trợ cả hai thì chúng ta phải phát triển cái cả hai hai lần chuyên dụng hai lần thì cái việc này không phải là nó cũng không phải lúc nào cũng khả thi và đặc biệt là cái việc phát triển hai lần thì cái, cái, đòi hỏi cái nguồn nhân lực này nọ nó, nó cũng phải lớn không ạ do đó thì cái xu hướng hiện nay cũng rất là phổ biến đó, đó là thay vì cái ứng dụng ta viết hai lần trên hai nền tảng khác nhau thì một cái hướng đi khác là sử dụng dụng đa nền tảng cross platform thì cái hướng này nó hiện nay rất là phổ biến trên cái các cái startup này nọ ha À, tại vì cái ta cốc thì chúng ta mong muốn là xây dựng một cái dụng một cách nhanh chóng, à, nhanh chóng à, đến một cái nhanh một cái xây dựng dụng nhanh chóng và có thể là cấu vơ cái phần nhiều nhất có thể. À, do đó thì à, thường thường nó chọn cái nền tảng gọi là cái cái xây dựng dụng chạy ROT platform. tức là lúc này chúng ta sẽ viết một cái viết một lần thôi, viết code một cái uh, trên một cái một cái SDK nào đó, rồi cho ta ta biên dịch ra. nếu mà cần cho iOS thì chúng ta sẽ biên dịch ra cho iOS và nếu cần thì À, cho Android thì chúng ta sẽ bị dịch cho Android Đấy. À, thì hiện giờ thì cái này mấy cái startup nó đều rất là chuộng ha nó sẽ đỡ mất công chúng ta độ đỡ mất công cái cái chi phí để phát triển cái cho cả hai thì đương nhiên nó sẽ tốn nhiều hơn cái việc là chúng ta viết code một lần không ạ đúng không Ờ, à, thì cái cái việc xây dựng dùng đa nền tảng này, này thì được định nghĩa đó là chúng ta sẽ có thể là tái sử dụng được cái mã nguồn hay một cái code nào đó chúng ta hay là tái sử dụng được À, cho cái à, à, khi cần build ra cho Android thì ta sẽ build ra rồi các gì chị. À, thì cần cho iOS thì ta build ra. cái cái mã nguồn ta viết một lần thôi. À viết một lần thôi. lại có sự tái sử dụng code đó. Cho nền tảng này cho nền tảng khác là nền tảng khác. không Như vậy thì có cái hai hướng đi như vậy ha. Làm đi vậy. Rồi, thì đối với cái việc là cái hướng đi thứ nhất đó là phát triển ứng dụng gốc trong cho nền tảng á thì đối với Android á, thì nó có cái Android SDK là SDK là Native chưa thì kit bộ phát triển cái, cái kit phát triển ứng dụng Android của Google này là hỗ trợ cách chính thức thì chúng ta sẽ viết e code theo cái ngôn ngữ lập trình là Java hoặc là Kotlin hiện nay người ta khuyến khích dùng Kotlin đúng không ạ Kotlin ngôn ngữ lập trình rồi trên trên iOS á, thì nó cái nền tảng Xcode e của Apple được hỗ trợ chính thức của Apple à, thông qua cái uh, Objective-C hoặc là Swift là Swift à, thì mới hơn thì là dùng Swift còn Objective-C là ngày xưa ngày xưa. Thì đây là cái uh, cái nền, tài, cái um, cái hướng đi gọi là cho cái nhà phát triển là đối nhà phát triển thì nó sẽ cho hỗ trợ tối đa à, tối đa và thường là sẽ ứng dụng nó viết bằng cái native kit này nó sẽ cho cái hiệu năng tốt tốt nhất. ở à, này cũng đương nhiên cái hiệu năng thì tùy thuộc vào cái cái tài năng của cái cái gọi là cái cái khả năng của nhóm phát triển đó ạ. đấy. À, thì cho dù tốt đến đâu mà nhóm phát triển thì có thể thì cũng nó nó, nó thì cũng tùy thuộc vào cái việc sử dụng cái 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 này của cái nhà phát triển viết như nào nữa. Đấy. Tuy nhiên thông thường nếu mà uh, tính đến hiệu năng nói chung á, thì uh, cái này uh, cái cái dạng phát triển dụng gốc này nó cho cái ứng dụng nó uh, uh, cho hiệu năng rất là tốt. Đấy và nó nó mở tối đa có thể là sử dụng được tối đa tất cả những tính năng mà cái cái nền tảng nó cho phép à, tại đây được hỗ trợ chính thức mà này thì chúng ta thấy cái mô hình đây thì chúng ta có cái platform là cái SDK giống như là cái môi trường phát triển ra đó cái môi trường nó nó chạy thực thi đó rồi này ứng dụng ta viết nè thì ứng dụng ta viết thì chúng ta hãy tương tác trực tiếp với những cái thành phần Uh, cái giao diện của quý là những cái thành phần giao diện như cái label, cái nút, cái uh, những cái thành phần giao diện trên Android á. Đây. Và có thể là sử dụng trực tiếp những dịch vụ uh, trên cái uh, dịch vụ phần cứng và vụ định về như là audio, camera là trên điện thoại ta có rất nhiều cái cái phần cứng các thiết bị Ta có camera, có cái audio rồi có uh, có NFC rồi có Ờ, có thiết bị định, định, vị GPS Đúng không ạ? À, thì nó có rất nhiều cái phần cứng nhưng mà những dịch vụ cái phần cứng đó à, thì viết code trên nền tảng gốc thì chúng ta hãy trực tiếp chỉ, trực tiếp được cái này rất là đơn giản rất là dễ dàng đúng không? Mà cho hiệu năng rất tốt tốt nhất Đấy. tuy nhiên cái dược điểm chính của nó tôi nói rồi đó đó là chúng ta muốn là cấu vơ cái hai thị phần này thì chúng ta phải viết code hai lần họ chỉ có hai lần tại vì hai cái nền tảng này nó khác nhau chúng ta không có có tái sử dụng code được Đây. Right. À, thì do đó thì uh, cái nền tảng uh, là một cái hướng đi uh, phổ biến đó là cái việc uh, phát triển dùng đa nền tảng ha, uh, là platform à, thì uh, Rot platform nó sẽ có nhiều cái option nữa <laughs> cái option thì cái 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 việc mà xây dựng dùng đa nền tảng này sẽ có rất nhiều option cho chúng ta Đấy thì chúng ta sẽ liệt cái điểm qua một số cái option á, một số cái một cái uh, tùy chọn dụng uh, cái hướng đi phát triển là Rotatform, tức là viết có một lần thôi uh, và nó sẽ chạy trên cái Android và trên cái iOS. Đây. Thì đầu tiên đó, đó là Rotatform đầu tiên cái nền tảng lớp đầu tiên có thể nói đến là cái web Đó à, chúng ta có thể là web bản thân cái web là Rotatform. ạ? Uh, web thì nó chạy trên trình duyệt mà hệ thống tất cả các cái hệ điều hành nào hầu như thì nó cũng có cái trình duyệt không ạ. À, nó không chỉ cái điện thoại mà có laptop rồi cái tân tật đa phần những cái, cái 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 thiết bị hiện giờ đều có cái trình duyệt đó, giống à, đó do đó thì nó đều chạy web được, Đấy. À, thì bản thân cái web cũng là cái nền tảng gọi là cái, xem là rất à, chúng ta viết ứng dụng bằng web thì có thể là nó chạy đa nền tảng, các bạn thì đó thì cái dạng này thứ nhất nè chúng ta có thể là viết cái ứng dụng web tức là chúng ta nhà lập trình sẽ viết cái html css javascript đó thì web thì nó ba công nghệ nền tảng đó, đi với html css javascript đó mà và ta triển khai cái ứng dụng trên ứng dụng di động cái dạng là web app ha web thì ở đây chúng ta viết ứng dụng web thông thường đây ứng dụng web thông thường đây À, tuy nhiên thì chúng ta có thể là đóng gói nó để chúng ta trên thiết bị di động thông qua cái khái niệm là cái rồi siêu web app á à, cái này chúng ta nó tận dụng những cái API của cái trình duyệt ha à, ví dụ như là những cái tính năng của trình duyệt để nó giống như nó 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 cái ứng dụng ta nó giống ứng dụng nấy tiêu ứng dụng chạy trên thiết bị điện thoại ta Đấy. ví dụ như chúng ta có thể là sử dụng cái uh, service worker là cái dịch vụ của trình duyệt ha để chúng ta có thể là trữ dữ liệu và cắt dữ liệu hoặc là những cái cơ sở dữ liệu cục bộ trên cái uh, trên cái trình duyệt đó có sẵn trên trình duyệt đó uh, nó hỗ trợ để uh, chúng ta lưu trữ dữ liệu tạm cho ứng dụng. Đấy. Uh, và nó cho phép chúng ta ứng dụng nó chạy offline. chạy offline, uh, chạy offline. Uh. Uh, nó chạy uh, tức là không cần internet. Uh. À, thì như vậy thì nó cũng cho cái, cái, cái cảm giác giống như là ứng dụng lấy tiêu, ứng dụng lấy tiêu anh chị có những cái dụng dạng này anh chị có thể cài để trên cái thiết bị di động được ha động. À, thì cái vấn đề chúng ta là phải thiết kế cái web sao nó hiện chị tốt cho uh, trình duyệt uh, responsive trên môi trường trình uh, môi trường cái thiết bị uh, di động cái màn hình nó nhỏ à, nhưng mà thiết kế web sao cho nó hiển thị cho nó tốt như này và tôi hay đóng gói lại cái uh, uh, dưới dạng cái responsive web app này để chúng ta có thể triển uh, khai trên thiết bị di động. Đấy, di động. Đây. Rồi, thì cái này là từ cái web nó chuyển sang nó nhanh thôi. À, ta thêm một vài thư viện thường thường tìm vào cái môi trường phát triển web. Chúng ta, ta đóng gói thành một cái, thêm một vài thư viện để ta đóng gói thành cái cái rồi siêu web này. Đây. Thì cũng nói thêm là cái cái dạng này á, nó cái dạng web này là dạng này. Ừ, cái dạng web này hiện nay thì cái những cái anh những cái apple hay là của google á họ sẽ không có thả cửa mà họ sẽ giới hạn á tại vì nếu mà cái này nó nó mạnh quá đó thì người ta sẽ vượt qua được cái người ta hãy cài cái ứng dụng mà không phải qua cái cái store của họ không phải qua cái 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 chợ phần cái chợ phần phần, phần, phần ứng dụng á À, cái app store hay là google play store đó đúng không ạ? Nếu mà ứng dụng phép này nó phổ biến lắm thì do đó thì thông thường những tính năng đó, nó sẽ bị thắt lại nó sẽ giới hạn bị giới hạn lại. Là nó sẽ không thể cái cái, cái cái những cái Google những cái nhà phát triển cái uh, Google hoặc là Apple nó sẽ không có mở cửa này đâu. Tôi nghĩ nó sẽ họ sẽ Uh, sợ họ sẽ, sẽ có cung cấp một số tính năng nhất định thôi nhưng mà uh, họ sẽ không có tập trung phát triển này tại vì nếu phát triển cái này á, thì người ta sẽ là bài bát qua, qua cái khỏi cái, cái app store của họ uh, và rõ nhiên như họ không muốn họ muốn độc quyền cái app store. so uh, do đó thì uh, cái này nó cũng sẽ bị giới hạn uh, sẽ bị giới hạn nhất định uh, sẽ, chúng ta cũng hay phát triển được nhưng mà uh, nó sẽ giới hạn người bị giới hạn tính năng rất là nhiều á. Uh. Uh một cái hướng đi khác, một hướng đi khác. À, đó là vẫn là một web, à, vẫn đều là web, là là web, tức là nhà phát triển vẫn dùng HTML, CSS, JavaScript và những cái framework liên quan. Đấy, để ta viết ứng dụng, để ứng dụng. Và để triển khai cho di động thì chúng ta sẽ đóng gói nó lại uh, trong cái môi trường gọi là trường web view, à, trường web view. À, thì cái web view là một cái um, À, một cái component trong hầu hết các cái cái cái, cái nền tảng hay đồ hành hiện nay nếu có ha à, trên di động cũng có trên trên desktop nó cũng có gọi cái thành phần là web view. Thì cái này giống như cái trình duyệt web thôi, nhưng mà cái trình duyệt web nó không có uh, trình diện web đơn giản thôi, nó không có cái giao diện giống như trình diện web thông thường thôi chỉ là cái thành phần cơ bản nhất để nó thể hiện thị được trang web vậy thôi. Đấy, như vậy. À, thì trên thành phần nào cũng có trên thiết bị hệ thống nào cũng có, trên di động Android iOS nào cũng có thì chúng ta hãy viết cái ứng dụng web và cho nó chạy trên webview thì chúng ta hãy đóng gói thông qua những cái tool như là capacitor hay là cordova Đà. Cái này vẫn là web nhưng mà chúng ta sẽ đóng gói là trong cái môi trường webview là cái dạng cái, cái trình duyệt nhưng mà trình duyệt đơn giản đó. đơn giản trình duyệt bị giới hạn Đà. thì uh, chúng ta vẫn có thể là uh, phát triển được cái cái ứng dụng di động Đà. thông qua cái web này đây cái dạng khác uh, có thể dùng cái react native hoặc là chúng ta đóng gói trong cái webview webview thì đó là hai cái nền tảng hai cái cái hướng đi liên quan đến web á cái này mấy anh mà anh làm web á thì anh sẽ có thể là muốn mà cấu vơ thì phần di động thì có thể nhanh chóng bằng cách là dùng hai cái giải pháp này một trong hai giải pháp này để chúng ta có thể là triển khai cái web ta đã viết ra sẵn rồi đấy đã thiết kế rồi ứng dụng web ta thiết kế rồi ta muốn là triển khai trên di động luôn á thì để tránh mất thời gian á thì chúng ta có thể là phát triển thêm dạng này, Người ta đi lôi thì cái trên cái cái, cái cái di động theo dạng này, được nào Tuy nhiên đương nhiên cái hiệu năng này nó thì nó sẽ bị, nó vẫn sẽ là web thôi, mà nó sẽ bị giới hạn về tính năng, Để, giới hạn về tính năng có thể làm được và cái hiệu năng nữa, Để, tại vì cuối cùng nó vẫn là chạy HTML, CSS, JavaScript thôi, nó sẽ bị những cái giới hạn nhất định đó. rồi một cái hướng đi khác, Đây, hướng đi khác thì hướng đi này thì nó sẽ không còn liên quan đến web nữa thì một cái hướng đi đó là của uh, của cái gọi là cái của Latter đây à, của framework gọi là cái framework Latter này Đấy. thì cái ứng dụng di động viết bằng cái framework Lutter này á nó sẽ là ứng dụng gọi là ứng dụng native, tiêu theo ý nghĩa là nó sẽ được biên dịch ra Native tiêu trên nền tảng Android hay nền tảng iOS á à, tùy vào chúng ta muốn biên dịch ra đó, đó. nhưng mà thứ này cái code nó chạy nó sẽ là cái code native, tiêu ha code tiêu code đã được biên dịch, dịch rồi Uh, tuy nhiên thì đây framework cái letter này thì nó sẽ tự nó uh, tự nó 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 định nghĩa cái thành phần giao diện ha gọi là định nghĩa cái cái widget nếu uh, thành phần giao diện nó không sử dụng thành phần giao diện của hệ thống uh, tức là nó uh, ứng dụng di động viết bằng letter uh, anh chị khi nhìn thấy á nhìn thấy cái uh, cái label nhìn thấy cái icon anh thấy nhìn thấy một cái uh, bất tất kỳ những cái gì anh chị nhìn thấy trên cái trên cái 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 giao diện của ứng dụng đó, nó không xuất phát từ cái 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 thành phần gốc của cái ứng dụng đó mà cái do cái framework nó tự nó dễ ra anh chị hiểu á từ framework nó nó tự nó uh, nó định nghĩa Đấy. À, thì do đó thì nó sẽ có cái hệ quả đó là cái giao diện nó sẽ không có thể là không giống lắm với cái 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 nền tảng gốc đó. À, à, giống như nó, nó cái bản sao vậy nó sẽ Uh, uh, nó không sử dụng những cái cái widget gốc uh, cái widget gốc của hệ thống thì nó có cái nhược điểm nó cũng có cái lợi điểm uh, cái nhược điểm là có thể là nếu anh chị mà muốn là nó giống hệt như 100% với ứng dụng uh, của nấy tiêu á thì có thể là nó hơi khó uh, nó hơi khó uh. tuy nhiên thì uh, cái lợi điểm đó là nó tự do hơn trong cái việc nó nó thiết kế cái giao diện nó không bị ràng buộc bởi cái việc uh, nấy tiêu ví à, thêm này nó sẽ tự do hơn, à, à. thì nói chung nào cũng có cái nhược điểm một điểm thôi. Đây. Đây. Rồi à, đối với UIGET là như vậy, cái điểm đặc trưng nhất là gì của cái letter là gì nhá? Đó là cái thành phần giao diện á của cái ứng dụng viết bằng letter nó sẽ không phải là thành phần giao diện gốc, à, giao diện gốc của cái platform của Android trên iOS thì nó không phải, à, nó tự nó dễ ra, nó tự dễ ra đúng không? nó tự nó định nghĩa. Rồi ngoài ra thì đối với letter thì để chi xuất được những dịch vụ phần cứng á như camera, audio, location này nó sự việc như định vị nó GPS này nó nói chung là những cái dụng phần cứng trên thiết bị điện thoại của anh chị đó thì nó phải thông qua cái gọi là cái platform channel này chúng ta sẽ nói kỹ sau đúng không ạ? là nó không thể gọi cái tiêu được cho đó thì cái này nó cũng có vấn đề về mặt bộ phần này đó. Đây thì chúng ta phải đánh đổi thôi mà chúng ta muốn là uh, tiết kiệm cái thời gian chúng ta phát triển thì chúng ta sẽ sẽ phải đánh đổi một số cái uh, cái cái uh, cái phiền hà hay là cái một cái uh, nó không có tốt cho lắm đúng không ạ uh, không bằng lấy tiêu nhưng mà cái đánh đổi nó cái thời gian phát triển nó rất là nhanh uh, nó chạy dưới uh, có một lần thôi đúng không? Chúng ta sẽ phải đánh đổi cái gì đó rồi đó là cái hướng đi của laser và cũng là cái chúng ta sẽ tìm hiểu đây uh, trong học phần này tôi nói về letter. Rồi Uh, ngoài cái letter thì ngoài có một số cái framework khác nữa uh, ví dụ như là một cái uh, hướng đi của các cái uh, framework như là react native, native script hoặc là uh, net mau của microsoft uh, thì cái này nó khác với letter thì cái này cũng sẽ là chạy ứng dụng native, chạy ứng dụng viết bằng những framework như này cũng là chạy native tức là nó được biên dịch ra uh, tuy nhiên á thì um, cái này chúng ta lập trình bằng cái ngôn ngữ trung gian á, ngôn những trung gian để chúng ta gọi cái cái API nấy tiêu, thì đối với React nấy tiêu thì dùng JavaScript hoặc là TypeScript đó, còn còn map, còn net, 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 mau của Microsoft đó, mà UI đó, mà 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 UI này thì nó dùng C nó biên dịch ra, có mấy nó time này, sau đó thì nó mới gọi cái API của của nền tảng của hệ thống thì đối cái này nó cũng sẽ là ứng dụng nấy chưa thôi à, cái này nó những cái ứng dụng viết chẳng những quốc này nó sẽ là nó sử dụng cái ghét nguyên bản luôn á à, tức là uis gốc hệ thống luôn à, gốc gốc hệ thống luôn à, gốc nguyên bản nè à, tuy nhiên thì nó muốn gọi được cái những này nó phải thông qua cái cái cầu nối này À, làm cái cái cái, cái read này để gọi được cái cái widget của hệ thống và đồng thời để gọi được dịch vụ à, phần cứng à, thì đối với react native thì người ta dùng giao rip đó, hoặc là thay rip để à, nó gọi này thì cái việc này nó cũng ảnh hưởng cái bộ này nó ha à, nó cũng phải có cái trade off như vậy bộ à, này nó à, của letter thì nó khác chỗ là letter nó gọi nó cái cái cái, cái ui của nó nó, nó nó tự xây dựng nó, nó, tự nó xây dựng nó không gọi native nó à, không thì cái này nó sẽ cho cái bộ tốt À, tốt hơn Đây. còn cái này thì nó phải thông qua cái 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 cái, cái read này Đây. rồi một cái hướng đi nữa là ứng dụng di động phát triển từ các cái uh, framework hỗ trợ biên dịch uh, mã lệnh ra mạnh gốc và sử dụng các quy trình nguyên bản uh, ví dụ như là ruby motion hoặc là kotlin multiplatform uh, cái này nó mới ra ha. Uh, thì uh, cái này nó sử dụng ta viết code bằng dụng dùng dùng trên platform để viết code bằng kotlin code á và uh, cái code ta viết là chia sẻ với android là à, chúng ta chỉ cần xây dựng cái giao diện thôi giao diện cho android thì chúng ta phải xây dựng riêng giao diện android thì xây dựng riêng đúng không tức là có một mức cũng có một cái mức độ chia sẻ code nhất định à, còn có cái ruby Motion thì cái này chúng ta ít nghe nói đến thì cái này do cái này là cái phần mềm thư thương mại á đi cây thương mại nó viết bằng ruby để à, viết bằng ruby để à, bằng thương mại à, thì cái này nó biên dịch hoàn toàn ra nấy tiêu ha nó biên dịch hoàn toàn nấy tiêu này nó cuối cùng là biên dịch hoàn toàn nấy tiêu thì đây giống như cái phiên bản không chính thức của các cái uh, SDK chính thức rồi ví dụ SDK chính thức thì hỗ trợ Kotlin với uh, với Java còn Motion thì nó hỗ trợ thêm cái Ruby nữa hỗ trợ thêm Ruby nữa đây là giống như cái phiên bản không chính thức của cái uh, uh, cái cái nấy tiêu vậy cái cái cái, cái, cái option vậy Đấy. 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 thì kết quả đạt được thì nó sẽ ra cái Uh, cái phần mềm, cái phần mềm uh, gốc này và như vậy thì chúng ta thấy là uh, có biết cái việc phát triển dùng di động là platform á nó sẽ có rất nhiều, uh, rất nhiều option cho chúng ta nhiều uh, uh, option cho chúng ta uh, thì uh, chúng ta có dùng nấy tiêu đây uh, dùng nấy tiêu thì cái code ta sẽ là gọi trực tiếp cái uh, cái widget của hệ thống và đồng thời là truy xuất trực tiếp được những cái dịch vụ của hệ thống và cái này là cách đơn giản nhất à, đơn giản nhất nhưng mà à, và cho hiệu năng tốt nhất à, đây là cái dạng cái official nè này. À, tuy okay. à, nhiên thì chúng ta phải viết code hai lần viết viết code hai lần viết code hai lần để chúng ta mới mới cấu được cả hai thị phần Android và iOS đúng không rồi, hoặc là chúng ta dùng web thông qua cái web view đúng không web view không? web view để hiển thị cái giao diện giao diện chúng ta sẽ đưa cho diện web Đấy, nó không sử dụng những cái thành phần của hệ thống mà dùng cái giao diện web Đấy. À, và để gọi những dịch vụ thì cũng thông qua cái cái read nữa Ờ à, à, ta có react native hoặc là native rip thì uh, nó gọi cái giao diện của hệ thống và những dịch vụ của, hệ thống nhưng mà thông qua cái cầu nối ta Đấy. còn cái platter thì uh, nó điểm đặc biệt nó điểm khác biệt nó nên là nó không có gọi trực tiếp những cái thành phần giao diện của hệ thống mà nó tự nó render ra Đấy. nó tự định nghĩa cái thành phần giao diện của nó này của nó Đấy. À. Tuy nhiên để vẫn để mà cần chỉ số những dịch vụ phần cứng này nọ đó thì nó cũng phải thông qua cái cái cầu nối nữa đó à, cầu nối đấy không? thì nó có cái nào ta chọn cái nào cũng 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 được hết à, hiện nay thì nói chung cái giải pháp nào thì cũng cũng uh, uh, cũng được thôi nhưng mà trong cái ngữ cảnh của ta người ta chọn cái để ta học mà ta hiểu mà thì chúng ta sẽ chọn letter à, tôi nghĩ là letter nó cho cái hiệu năng cái mô hình phát triển nó đơn giản đơn giản và nó cho hiệu năng cũng rất là tốt. Đấy, chúng Đấy. ta rất dễ học á, thường trong mấy cái framework này trong này thì chúng ta thấy letter đó, tôi nghĩ đơn giản hơn cả. rồi thì cái này cũng là trong một cái số thống kê về cái cái thị phần đây, thị phần road platform, platform, thì letter nó chiếm thị phần rất là tốt á, như này nó chiếm thị phần theo cái thống kê này thì nó chiếm tăng cao nhất nha cao nhất. Sau đó thì là react native sau đó tới cái giải pháp web, của web, thì thấy là cái này là cái, cái thị phần sử dụng platform của các nhà phát triển nha này, phát triển, thì đây là cái tờ nó rất là tốt. Đấy. Đấy. thì tôi vừa trình bày các anh chị cái, cái điểm qua cái ngữ cảnh á, ngữ cảnh chúng ta có phát triển dùng di động, thì chúng ta sẽ có những option gì, những cái tùy chọn nào và ta điểm qua một số cái tùy chọn như vậy ha. Được không? À, và chúng ta sẽ chọn cái cái framework tên là Flutter, Flutter. À, à để chúng ta viết can dụng cross platform, đúng không? Nên thế thì anh chị là có thể cho viết cho cho Mac cho ăn Android iOS đều được ha. Cái này nó chạy đa nền tảng nên thế thì anh chị sử dụng này để anh chị viết code cho viết cái app cho Android hay cho iOS đều được. À, nhưng mà cái này đặc biệt là anh chị muốn viết code cho Android, cho iOS thì ta phải có cái máy mát ha, à, phải có cái máy mát mới được. Do à, đó thì trong phần này chúng ta sẽ dùng chủ yếu là dùng Android á, Tôi mình quản Android. Đúng không ạ? Thì cái framework cái là cái framework á và cái ngôn ngữ lập trình mà anh chị sử dụng cho cái framework này á là ngôn chữ tên là Dart ha. À, thì đây là ngôn ngữ lập trình mới chúng ta, nếu mà chị nào chưa có quen nó thì Ờ, trong học phần trong cái chương trong chương trình đào tạo của ta thì chúng ta không có học đạt đúng không ạ à, đây là chương trình mới thì um, cho dù cái 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 ngôn trình này có thể là mới chúng ta nhưng mà cái 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 điểm um, cái tin vui á đó, đó là cái ngũ trình này thật ra nó giống như uh, những cái ngôn ngữ họ si mà chúng ta đã tìm hiểu rồi vậy thôi do đó thì cái cú pháp nó không có quá gì đặc biệt á, nó không có quá gì cái khác biệt á, nên anh chị giao tiếp được á, anh chị lập trình giao tiếp được thì chúng ta lập trình đạt được thôi. Chúng ta sẽ làm quen xíu với cái ngôn trình đạt này nhưng mà nó sẽ anh chị sẽ thấy là nó cũng rất đơn giản nó không có những cú pháp đặc biệt chúng ta, nó giống như họ si, ngôn ngữ trình họ si mà chúng ta đã tìm hiểu, Đúng không? Đây, đó là cái tổng quan. Về cái à, phát triển dùng di động Anh chị có chỗ nào cũng đẹp không ạ